cô nhá. Vâng. Vâng, cô ơi, xong cho cháu mượn cái xe đạp tí cho cháu quay ạ. Vâng. Con bảo cháu xem máy nhưng cháu không đi được một tay để cháu quay hết ở cái khu mình. Tối nay mọi người xem ở trên YouTube nhá. Trần Tân CS là Trần Tân cuộc sống ấy. Cô cái xe đây. Tối đưa cô lên tivi luôn. Không, tối xem ở kênh cho vui mà, vì cháu quay lại để giữ lại kỷ niệm cô ạ. Dạ vâng, cháu chào cô nhá. Cháu nghe Trần Tân cuộc sống ấy, nhưng mà tiếp tắt là CS. À bé ơi này, xấu hổ à. À chú đang quấn diều để đi về thôi, vì tầm này chiều muộn rồi.